nghiệp của chúng ta sẽ ra làm sao nếu chúng ta sử dụng cái nguồn vốn chích khấu hao trong cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, và chúng ta sử dụng nó một cách không có kế hoạch, hay nói cách khác là khi chúng ta sử dụng cái nguồn vốn khấu hao này thì chúng ta không có một cái bảng theo dõi để chúng ta biết được chúng ta sử dụng nó vào cái mục đích gì, và cái dòng tiền từ cái việc chúng ta chích khấu hao chúng ta có trên cái hệ thống kinh doanh của chúng ta và chúng ta không theo dõi nó một cách thường xuyên, một cách liên tục, thì khi chúng ta sử dụng tiền thì điều gì sẽ xảy ra. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái nguyên tắc, những cái quy tắc để giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái việc sử dụng cái nguồn vốn chích khấu hao của doanh nghiệp của chúng ta một cách an toàn và hiệu quả. Vậy thì những cái gì xảy ra khi chúng ta thực hiện việc chích khấu hao và chúng ta không sử dụng nó một cách đúng cách, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải xác định được là cái nguồn vốn khấu hao của chúng ta, đó là cái số tiền chúng ta chích khấu hao tài sản cố định khi doanh nghiệp của chúng ta thực hiện việc mua sắm tài sản cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Thì phần lớn các cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh, tức là cái doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp thương mại mà doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có nhà xưởng, có dây chuyền, máy móc, thiết bị, thì chúng ta có tài sản cố định lớn. Ở đây tôi muốn nói là có tài sản cố định lớn, và khi chúng ta có tài sản cố định lớn thì cái việc chích khấu hao là cái điều chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Vậy thì khi chích khấu hao thì chúng ta sẽ có một cái nguồn gọi là nguồn vốn khấu hao cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Và vậy thì cái nguồn vốn khấu hao này nó được sử dụng ra làm sao, thì đó là cái điều mà những người làm kinh doanh chúng ta cần phải biết, và chúng ta cần phải có cái theo dõi định kỳ hàng tháng, hàng quý để chúng ta có cái giải pháp về chúng ta tiêu cái khoản tiền này, cũng như là cái việc mà chúng ta sử dụng cái nguồn vốn này. Thì điều đầu tiên chúng ta cần phải biết được là cái tài sản của chúng ta được hình thành từ cái nguồn vốn nào. Và phần lớn các cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mà có nhà xưởng, máy móc, thiết bị thì cái số tiền chúng ta thường đầu tư cho tài sản cố định thường sẽ là tiền đi vay. Bởi vì cái hoạt động kinh doanh của chúng ta nếu chúng ta không sử dụng đòn bẩy thì đó là một cái điều mà chúng ta không tận dụng được cái nguồn vốn từ kinh doanh, từ các cái tổ chức tín dụng, từ các đối tác để giúp cho chúng ta gia tăng được cái lợi nhuận. Nên phần lớn chúng ta khi mà chúng ta thực hiện hoạt động kinh doanh có đầu tư tài sản cố định thì cái một phần tài sản cố định của chúng ta sẽ được đầu tư từ nguồn vốn vay. Thường thì nó sẽ dao động từ khoảng tầm 50 cho đến khoảng tầm 70%, thậm chí có những trường hợp lên đến 80% là chúng ta sử dụng vốn vay cho hoạt động kinh doanh. Vậy thì khi chúng ta sử dụng vốn vay cho hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải hiểu một điều là chúng ta sẽ phải trả cái gốc vay trong vòng từ 10 cho đến 13 năm. Tùy từng trường hợp, có những cái tình huống thì có thể chúng ta sử dụng cái vốn nguồn vốn này nó thấp hơn, có thể là chỉ khoảng tầm 7 năm, 8 năm. Thì có những tình huống thì chúng ta có thể gì vay lên đến 10 năm để chúng ta trả cái gốc vay. Vậy thì khi chúng ta trả gốc vay thì chúng ta lấy cái nguồn ở đâu ra? Đó chính là cái nguồn vốn khấu hao, cái nguồn khấu hao mà chúng ta chích khấu hao định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thì chúng ta lấy cái nguồn tiền đó để chúng ta trả cái gốc vay cho ngân hàng. Vậy thì khi chúng ta trả gốc vay cho ngân hàng, chúng ta cần phải xác định được cái bảng, chúng ta cần phải có một cái bảng kế hoạch trả gốc vay cho ngân hàng định kỳ, chúng ta trả theo tháng hay chúng ta trả theo quý. Nếu chúng ta trả theo tháng, chúng ta phải có bảng kế hoạch trả theo tháng, gốc vay ngân hàng theo tháng. Và nếu chúng ta trả theo quý thì chúng ta có một cái bảng kế hoạch trả gốc vay cho ngân hàng theo quý. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải có cái bảng kế hoạch chích khấu hao theo tháng và theo quý, tương ứng với cái gốc vay chúng ta phải trả cho các tổ chức tín dụng. Tại sao chúng ta phải có cái bảng tính chích khấu hao? Bởi vì chúng ta cần phải có cái bảng theo dõi cái nguồn vốn chúng ta trích lập sau khi chúng ta đưa cái tài sản của chúng ta đi vào vận hành kinh doanh. Và khi chúng ta đưa cái tài sản đi vào vận hành kinh doanh thì chúng ta có cái nguồn vốn khấu hao chúng ta tích lũy được theo tháng, theo quý khi chúng ta vận hành cái tài sản đó. Và cái nguồn vốn này được sử dụng để trả gốc vay. Cái điều chúng ta quan trọng ở đây, quan tâm ở đây, đó là chúng ta sử dụng cái nguồn vốn này để chúng ta chích khấu hao. Chúng ta chích khấu hao để chúng ta sử dụng cái nguồn vốn này để chúng ta trả gốc cho ngân hàng. Vậy thì khi chúng ta chích khấu hao, chúng ta cần phải biết được số tiền chúng ta chích trong tháng, trong quý có đủ để trả cái gốc vay cho các cái tổ chức tín dụng hay không, hay nói cách khác là chúng ta có đủ tiền để chúng ta trả gốc vay cho ngân hàng hay không. Điều này rất quan trọng. Nếu như cái số tiền chúng ta chích khấu hao mà nó lại nhỏ hơn cái gốc vay chúng ta phải trả ngân hàng, điều đó đồng nghĩa với việc là tài sản của chúng ta khấu hao thì dài, còn thời gian trả gốc vay thì ngắn, thì chúng ta lại phải có một cái kế hoạch để chúng ta bù đắp và chúng ta tái cấu trúc cái khoản vay của chúng ta trong thời gian tới để đảm bảo cái dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của chúng ta vận hành một cách an toàn và ổn định. Nếu như chúng ta không có cái kế hoạch này thì dẫn đến chúng ta sẽ đưa vào
doanh nghiệp vào cái trạng thái là gãy dòng tiền. Đấy là cái điều mà chúng ta, điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ, đó là chúng ta cần phải có bảng theo dõi cái việc chúng ta trích khấu hao và cái bảng theo dõi cái gốc vay phải trả, để xem giữa gốc vay phải trả và nguồn vốn khấu hao chúng ta trích nó có tương xứng hay không, hay là cái nguồn vốn khấu hao có đủ để chúng ta trả gốc vay cho các tổ chức tín dụng để chúng ta gì đảm bảo cái uy tín của chúng ta khi chúng ta đi vay khoản vay hay không. Đó là cái điều đầu tiên. Nếu như chúng ta mua tài sản từ cái nguồn vốn chủ sở hữu thì khi chúng ta trích khấu hao thì chúng ta không phải trả gốc vay, hoặc là chúng ta chỉ trả một phần. Vậy thì phần còn lại chúng ta phải có cái kế hoạch sử dụng nó như thế nào, thì cái điều này chúng ta cần phải có một bản kế hoạch từ trước. Hay nói cách khác là cái chiến lược sử dụng cái khoản trích khấu hao từ cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, mà cái số tiền đó, cái số tiền mà chúng ta đầu tư vào tài sản nó lại không phải số tiền vay mà nó là vốn chủ sở hữu, có nghĩa là vốn của chủ bỏ ra, chủ doanh nghiệp bỏ ra, hoặc các cái cổ đông chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư vào tài sản. Vậy thì khi chúng ta đi vào vận hành kinh doanh, chúng ta vẫn phải trích khấu hao bình thường, tài sản bình thường. Nhưng khi chúng ta trích khấu hao tài sản bình thường thì chúng ta có được một cái nguồn vốn. Vậy thì chúng ta sử dụng cái nguồn vốn này, chúng ta cần phải có bản kế hoạch. Còn nếu như chúng ta không có một cái bản kế hoạch ngay từ đầu thì những người làm quản trị tài chính chúng ta sẽ không biết được rằng là chủ doanh nghiệp mong muốn khi chúng ta trích cái nguồn vốn này thì chúng ta sử dụng vào cái mục đích gì, có dùng để đầu tư vào cái tài sản mới hay không, hay là rút ra khỏi hoạt động kinh doanh để gì, để giải quyết câu chuyện khác của chủ doanh nghiệp, hay là sử dụng cái nguồn vốn này để gì, để quay ngược trở lại để gì, để tái đầu tư vào tài sản ngắn hạn. Đây là những cái chiến lược mà chủ doanh nghiệp cần phải rõ ràng ngay từ đầu. Nếu như không thì những người làm tài chính, những người làm quản trị tài chính phải có tư vấn căn cứ dựa trên cái thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, để chúng ta có cái tư vấn một cách nó phù hợp, một cách nó kịp thời, để chúng ta sử dụng cái nguồn vốn khấu hao này một cách nó an toàn và hiệu quả, đảm bảo chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là thấp nhất. Nếu như cái nguồn vốn khấu hao chúng ta tạm thời chúng ta chưa có nhu cầu sử dụng thì chúng ta có thể dùng cái nguồn vốn này để bù đắp cho cái nguồn vốn lưu động của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn tăng cái doanh thu của chúng ta lên, tăng lợi nhuận của chúng ta lên mà chúng ta không muốn đi vay thì chúng ta có thể sử dụng nguồn vốn khấu hao để chúng ta tạm thời chúng ta bù đắp trong những cái lúc mà chúng ta cần. Khi chúng ta thu hồi lại được thì chúng ta có thể gì sử dụng cái nguồn vốn này đầu tư sang các cái lĩnh vực khác, đầu tư sang các tài sản khác trong trường hợp mà chúng ta có nhu cầu. Bởi vậy khi chúng ta thực hiện cái việc trích khấu hao, chúng ta cần phải làm thêm một điều kiện, làm thêm một cái nội dung nữa, ngoài cái việc chúng ta theo dõi cái gốc vay phải trả thì chúng ta cần phải có kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao cho nó phù hợp và hiệu quả. Vậy thì để làm như thế nào thì chúng ta cần phải có cái sự thống nhất và phải có cái sự phân tích từ đầu mỗi một cái năm tài chính của chúng ta, để chúng ta biết được trong năm kế hoạch trích khấu hao của chúng ta là như thế nào, trả gốc vay của chúng ta ra làm sao, và cái phần dư còn lại chúng ta có kế hoạch sử dụng như thế nào, đảm bảo ổn định được cái hoạt động kinh doanh, đảm bảo là chúng ta cân đối được dòng tiền cũng như là chúng ta tối ưu được cái chi phí sử dụng vốn của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta thực hiện việc trích khấu hao và theo dõi cái nguồn vốn khấu hao này, để cho cái hoạt động kinh doanh của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái an toàn và giúp cho chúng ta tăng được cái chi phí sử dụng vốn lên. Đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ ở trong cái video này, để giúp cho những người làm kinh doanh, những người làm quản trị tài chính doanh nghiệp chúng ta có một cái giải pháp để giúp cho chúng ta tối ưu được hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nếu bạn thấy cái video này có hay và có giá trị thì hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn nút chia sẻ và ấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo.